tóm tắt nhanh sự sụp đổ của nhà Tây Sơn từ năm 1778 đến năm 1802. Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Lê Trung Hưng 1533-1789. Theo cách gọi của phần lớn sử gia, nhất là các sử gia hiện đại tại Việt Nam, thì nhà Tây Sơn được dùng để gọi triều đại của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh vì cùng họ Nguyễn. Ngoài ra, Tây Sơn cũng chỉ các lãnh tụ và quân đội khởi nghĩa xuất thân từ ấp Tây Sơn cũng được dùng làm tên cuộc chiến của Tây Sơn. Người nắm quyền đầu tiên của nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, người anh cả, lên ngôi năm 1778. Tới năm 1788, Nguyễn Nhạc nhường ngôi cho em là Nguyễn Huệ, chính là Quang Trung Hoàng đế. Một trong những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt bởi các cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn Mạc, Trịnh, Nguyễn kể từ khi nhà Lê Sơ 1428-1527 đi sụp đổ. Đồng thời, triều đại này đã hai lần đánh bại quân xâm lược ngoại quốc, quân Xiêm La và quân nhà Thanh bằng những chiến dịch quân sự thần tốc. Tuy nhiên, năm 1792, vua Quang Trung, Nguyễn Huệ đột ngột qua đời khi còn quá trẻ. Người kế vị là Quang Toản còn quá nhỏ, khi đó mới 9 tuổi, đã khiến nhà Tây Sơn không có lãnh đạo đủ năng lực, ưu thế, dâng chuyển sang Nguyễn Ánh, một hậu duệ của dòng chú Nguyễn nắm quyền trên đất Đàng Trong trước kia. Triều đại Tây Sơn tồn tại khoảng 24 năm thì sụp đổ, sau khi Nguyễn Ánh tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện để tiêu diệt nhà Tây Sơn và thành lập nhà Nguyễn. Đối với nhà Nguyễn, nhà Tây Sơn bị xem là giặc phản loạn do họ đã đánh đổ thế lực của chúa Nguyễn. Chính vì thế, nhà Nguyễn tìm nhiều cách xóa bỏ uy tín và những di tích liên quan tới nhà Tây Sơn. Nhưng những người mến mộ vẫn ghi nhớ các chiến tích và công lao của nhà Tây Sơn. Nhiều nơi đã lập đền thờ các vị vua, tướng lĩnh của triều đại này. Ngày nay, nhà Tây Sơn được coi là một triều đại chính thống của Việt Nam. Hoàng đế Quang Trung được coi là người anh hùng dân tộc với những chiến công chống ngoại xâm và cũng là người đề ra nhiều cải cách quan trọng trong xây dựng đất nước. Pháp trợ giúp Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định. Kể từ năm 1787, với sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn của người Pháp thông qua giám mục Bá Đà Lộc, Nguyễn Ánh quay trở lại Gia Định. Trước đó, ngày 25 tháng 1 năm 1787, Bá Đà Lộc, giáo sĩ người Pháp làm cố vấn cho Nguyễn Ánh, đã thay mặt Nguyễn Ánh ký hiệp ước Versailles năm 1787 với Pháp. Theo đó, vua Pháp đồng ý cử sang 4 chiếc tàu chiến và một đạo binh, gồm 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 lính da đen ở Phí Châu và đủ các thứ súng ống, thuốc đạn để đánh Tây Sơn. Ngược lại, sau khi chiến thắng, Nguyễn Ánh phải nhường đất cho nước Pháp cửa Hội An, Phái Vô và đảo Côn Lôn, Pô Đô Côn Đô. Chủ quyền các vùng đất đó sẽ vĩnh viễn thuộc về nước Pháp ngay lúc quân đội Pháp chiếm đóng hòn đảo nói trên. Đúng lúc đó thì nước Pháp xảy ra cách mạng. Vua Pháp không thực hiện hiệp ước, nhưng Bá Đà Lộc đã kêu gọi các thương nhân người Pháp trợ giúp cho Nguyễn Ánh. Các hoạt động quyên góp tiền sau này hay xây dựng, sửa sang thành Gia Định, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, Bà Rịa, huấn luyện cơ đội pháo thủ, tổ chức bộ binh và rèn luyện tập binh lính theo lối châu Âu, trùng ra mua tàu chiến và vũ khí, đều có sự góp sức của những người Pháp mà do Bá Đa Lộc chiếu mộ, kêu gọi. Việc củng cố Gia Định cộng thêm sự giúp đỡ của người Pháp đã giúp cho thế lực của Nguyễn Ánh ngày càng mạnh, có thể đối đầu với Tây Sơn. Nhà nghiên cứu Maybole đã tổng kết công trạng của những người Pháp do Bá Đa Lộc chiêu mộ trong việc trợ giúp Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn như sau. Vai trò của nhóm người can đảm đến trên đầu ngón tay này trong sự thiếu vắng thông tin mong đợi, không thể xác định một cách chi tiết, nhưng không thể chối cãi được rằng họ đã góp phần lớn lao vào chiến thắng của Nguyễn Ánh. Ấy là chưa kể đến phần của họ trong những trận đánh quan trọng như trận tiêu diệt hạm đội của Tây Sơn năm 1792 và những trận dẫn đến chiến thắng Huế năm 1801. Người ta không khỏi khâm phục công trình tạo mà họ đã thực hiện trong những điều kiện không mấy thuận lợi. Họ đã xây dựng một nền hải quân theo lối Tây Phương và thành lập một đội ngũ thủy binh. Họ đã huấn luyện quân đội, họ đã đưa kỷ luật vào quân đội, thành lập những cấp chỉ huy. Họ đã đúc đại bác, dạy cho người ăn nằm cách dùng trái phá. Họ đã tạo ra đội ngũ pháo binh lưu động mà sự di chuyển đã khiến quân Tây Sơn khiếp vía. Họ đã xây dựng những thành đài. Trong lúc Nguyễn Huệ bận đối phó tình hình Bắc Hà, Nguyễn Lữ qua đời, Nguyễn Nhạc bất lực,
Ánh nhanh chóng chiếm lại đất đai ở Nam Bộ, rồi đánh lấn ra Diên Khang, Bình Thuận, đất của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc già yếu không cứu được, chỉ còn lo giữ Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phú Yên. Khi nghe tin quân Thanh giúp Triều Thống sang đánh Tây Sơn đã tiến chiếm Thăng Long, Nguyên Ánh từng sai người chở 50 vạn cần gạo ra giúp quân Thanh để có thêm thế lực trợ giúp việc đánh Tây Sơn, nhưng thuyền đi giữa đường bị đắm hết. Gia tộc bị chia rẽ. Sau khi được anh trai là Nguyễn Nhạc trao lại binh quyền, vua Quang Trung đang định chuẩn bị đem quân vào Nam đánh Gia Định thì đột ngột qua đời vào năm 1792. Con là Nguyễn Quang Toàn còn nhỏ tuổi lên nối ngôi, tức là vua Cảnh Thịnh. Không có người lãnh đạo đủ năng lực, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Nội bộ xảy ra tranh chấp, quyền hành rơi vào tay ngoại thích Bùi Đắc Tuyên. Năm 1793, Nguyễn Ánh đem quân sang đánh Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc cầu cứu ra triều đình Phú Xuân. Quang Toản sai Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng đem 17.000 quân và 80 thớt voi vào cứu. Quân Nguyễn Ánh rút lui. Quân Phú Xuân nhân đó lại chiếm luận đất đai của Nguyễn Nhạc. Lúc đó, Nguyễn Nhạc đang bệnh trên giường, nghe tin đất phong của con mình là Nguyễn Văn Bảo bị chiếm mất thì uất quá, thổ huyết mà qua đời. Quang Toản an trí Nguyễn Văn Bảo ra huyện Phù Ly, phế làm hiếu công và cai quản toàn bộ đất đai của dòng trưởng. Tuy nhiên, nội bộ Tây Sơn lại mâu thuẫn, các tướng tranh quyền. Vũ Văn Dũng giết Bùi Đắc Tuyên và Ngô Văn Sở vào năm 1795. Quang Toản nhỏ tuổi nên không làm gì được. Trần Quang Diệu đang đi đánh Nguyễn Ánh, nghe tin bị nghi oan, đành rút quân về. Nguyễn Văn Bảo cùng các tướng cũ nổi dậy chiếm Quy Nhơn nhưng bị dập tắt và giết chết. Lê Trung bị nghi ngờ, sau đó bị giết. Nguyễn Văn Huấn cũng bị giết. Tây Sơn sụp đổ. Biến loạn tạm thời dẹp yên nhưng đã làm chính quyền Tây Sơn suy sụp. Do Quang Toản đã giết Lê Trung trong vụ biến loạn tại Phú Xuân nên con rể Trung là Lê Chất bỏ sang hàng Nguyễn Phúc Ánh. Ánh nhân thời cơ đó ra sức bắc tiến. Năm 1800, Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn, tướng Vũ Tuấn đầu hàng. Quang Toản sai Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem quân và chiếm lại. Tướng của Nguyễn Ánh là Võ Tánh, từ thủ cầm chân hai danh tướng Tây Sơn trong hơn một năm. Năm 1801, Nguyễn Ánh nhận thấy tinh binh Tây Sơn đều tập trung cả ở chiến trường Quy Nhơn nên mang quân chủ lực vượt biển ra đánh Phú Xuân. Quang Toản thua trận, bỏ chạy ra Bắc. Đầu năm 1802, Tây Sơn chiếm lại thành Quy Nhơn, Võ Tánh tự vẫn. Nhưng lúc đó, Nguyễn Ánh đã ồ ạt bắc tiến tới Nghệ An. Trần Quang Diệu vội mang quân ra cứu, bị quân Nguyễn chặn đường, phải vòng qua đường Vạn Tường, nước Lào. Tới Nghệ An thì thành đã mất, quân sĩ bỏ chạy gần hết. Vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân bị bắt, Vũ Văn Dũng không biết trốn đi đâu. Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh tiến ra chiếm được Thăng Long, Quang Toản không chống nổi, bỏ chạy và bị bắt. Nguyễn Ánh đã trả thù gia đình Quang Toản, những người theo Tây Sơn vô cùng tàn bạo. Quang Toản bị năm ngựa xé xác, mộ của vua Thái Đức và vua Quang Trung bị quật lên, hài cốt bị giã thành bột, nhồi vào thuốc súng và bắn đi, hộp sọ bị bỏ vào vò và giam trong ngục. Những người tiếc thương Tây Sơn vẫn gọi là ông vò. Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi dày. Trần Quang Diệu do thờ mẹ già 80 tuổi có hiếu nên không bị hành hình quá dã man mà chỉ bị chém đầu. Nhà Nguyễn ra sức truy sát những quan lại và hậu duệ của nhà Tây Sơn. Đến năm Bình Mạng thứ 12, 1831, quan quân nhà Nguyễn vẫn tiếp tục truy tìm hậu duệ của Tây Sơn, bắt được Nguyễn Văn Đức, con trai Nguyễn Nhạc và Nguyễn Văn Đâu. Đâu là con của Đức, cả hai đều bị chém ngang lưng. Nhà Tây Sơn vẫn còn sót lại hậu duệ nào hay không, đến nay vẫn chưa rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!